Trận đấu bắt đầu. BKMX Bình Dương trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh. Bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị các bạn. Ở vòng đầu thứ 3 thì BKMX Bình Dương đã cầm hòa Sài Gòn với tỷ số 0 đều. Cố Văn Vũ, nguy hiểm, không vào, Tiến Linh. Suýt nữa thì Tiến Linh có bàn thắng mở tỷ số cho BKMX Bình Dương. Đó là một tình huống tấn công rất hay của đội bóng chủ nhà. Và đây là sự nối tiếp của huấn luyện viên Thanh Sơn. Pha dàn xếp tấn công có thể nói gần như là hoàn hảo, trừ tình huống dứt điểm cuối cùng thôi. Tô Văn Vũ từ bên phía cánh phải xâm nhập vào nách trái trung lộ. Anh trả ngược rất vừa tầm cho Touré, nhưng Touré thì đệm hụt, còn Tiến Linh thì hơi chậm một chút. Cơ hội đầu tiên thuộc về đội bóng đất thủ, và đó cũng là một tình huống mà BKM Bình Dương rất gần với bàn thắng. Nguy hiểm! 1-0! Vẫn là Hồ Tấn Tài, một cái tên quen thuộc. Trận đấu gần đây nhất của BKM Bình Dương trên sân Bình Dương thì Hồ Tấn Tài đã ghi bàn. Nhưng đó là trận đấu trong khuôn khổ cúp quốc gia. Còn ngày hôm nay trong khuôn khổ V-League thì một lần nữa Hồ Tấn Tài lại để lại cái duyên ghi bàn với một tình huống chọn điểm rơi và dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Văn Toàn. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Văn Toàn mới để thua một bàn, nhưng đây đã là bàn thua thứ hai rồi. Và đây là Hồ Tấn Tài, tác giả của bàn thắng rất đẹp mắt vừa rồi. Vẫn là bộ đôi Tô Văn Vũ và Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài có bàn thắng thứ hai cho riêng mình của mùa giải năm nay. Và Tô Văn Vũ thì cũng có tình huống kiến tạo thứ hai thành bàn ở V-League. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nhưng cũng phải nói rằng Hải Phòng đã mất tập trung trong pha bóng này, thể hiện được nhiều ấn tượng. Duy Khánh, Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh. Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha độc diễn và solo tuyệt vời của tiền đạo số 1 ở đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Rất nhiều người sẽ vui mừng với bàn thắng này của Tiến Linh. Thầy Park chắc chắn là sẽ rất vui. Các cổ động viên Bình Dương cũng vậy. Và bản thân Tiến Linh cũng sẽ rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này. Một lần nữa Tiến Linh lại thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới của Hải Phòng. Đây là bàn thắng thứ tư của anh vào lưới Hải Phòng trong 3 mùa giải gần đây nhất. Một pha xử lý mẫu mực của Tiến Linh. Một tình huống có thể nói là solo một cách hoàn hảo. Hàng phòng ngự của Hải Phòng thi đấu, chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha sâu kim Hoài Dương, một pha sang người cắt mặt Adriano Smith rất hợp lý. Và sau đó là một tình huống chủ động ngắm nghía và dứt điểm vào góc gần. Vào góc gần chứ không phải là pha nghiêng người sửa lòng ở góc xa quen thuộc. Một tình huống có thể nói là hoàn hảo. Không phải là Touré mà là Rabo Ali. Nguy hiểm! Văn Anh! Vẫn là Văn Anh! Thế Dương! Có lẽ là có lỗi việt vị của Thế Dương rồi. Đúng là một đường truyền của một tiền vệ không chuyên. Ai cũng nhìn thấy là Thế Dương đã rơi vào thế việt vị rồi, nhưng Văn Anh vẫn chuyền. Một tình huống mà các cầu thủ Hải Phòng đã có cơ hội rất lớn để có thể rút ngắn tỷ số. Tình huống lỗi của Trọng Huy rất ngớ ngẩn, nhưng Văn Hạnh thì đã xử lý không tốt. Và Thế Dương cũng có một tình huống di chuyển không khôn ngoan. Mạnh Hùng. Claudicia. Bóng không đến được chỗ của Empande. Pha dứt điểm từ xa của Văn Hạnh và nó đi không chính xác. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn và các học trò. Đường truyền tận dụng tốc độ của Tô Văn Vũ. Tạt bóng, Touré. Nguy hiểm! Duy Khánh! Vẫn là Duy Khánh! 3-0! Và từ quá dễ dàng và thuận lợi cho BKM Bình Dương. Có vẻ như Duy Khánh sẽ có một động tác ăn mừng dành riêng cho gia đình mình. Một tình huống phản công thần tốc của BKM Bình Dương.
Và đây là niềm vui của các cầu thủ viên BK Bình Dương trên khán đài B. Không ai nghĩ rằng hàng phòng ngự Hải Phòng thi đấu kiên cường và xuất sắc trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh lại có thể tệ hại và bạc nhược đến như vậy trong vòng 40 phút đã qua của trận đấu này. Cả ba bàn thắng của BK Bình Dương đều diễn ra một cách đẹp mắt và có phần thuận lợi. Đây là một tình huống phản công và chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Tình huống mà Văn Toàn đã mắc lỗi. Thủ môn trẻ người Hải Phòng đã không thực sự tập trung trước một pha bóng lập bập bên phía cánh phải. Còn đây là một tình huống xử lý quá bình tĩnh của Duy Khánh. Khi mà trước mặt anh chỉ là khung thành trống thì Khánh cũng đã rất tỉnh táo để thoát khỏi sự truy cản của các cầu thủ phòng ngự cũng như thủ môn Văn Toàn để ghi bàn vào lưới trống. Mạnh Hùng đã trúng đích nhưng lực đi thì quá nhẹ. Mạnh Hùng và Đức Cường cũng là những người đồng hương xứ Nghệ nhưng bây giờ thì đang thi đấu cho những đội bóng không phải quê hương của mình. Nhưng khi Tấn Tài rời khỏi Bình Dương thì bây giờ Trọng Huy đang là sự lựa chọn số 1. Tô Văn Vũ không vào. Một cơ hội rất đáng tiếc đã bị thủ quân của BK Bình Dương bỏ qua. Một pha tạt bóng hoàn hảo của Touré. Tô Văn Vũ đã có thời gian ngắm nghía thoải mái trước khi tung ra cú đặt lòng. Đó là một pha đặt lòng rất căng nhưng nó lại đi vào mép ngoài cột dọc bên phía khung thành của Hải Phòng và chưa có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho BK Bình Dương. Em Pandé là không chính xác. Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên của em Pandé trong trận đấu ngày hôm nay. Người được chờ vòng đợi rất nhiều trên hàng công của Hải Phòng và bây giờ thì anh gần như là niềm hy vọng duy nhất của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Martin Lò cùng với Lê Trung Hiếu sẽ là những cái tên chuẩn bị vào sân bên phía Hải Phòng. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm và Hoài Dương đã bỏ lỡ cơ hội từ khoảng cách 2m. Một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Đức Cường. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đá phạt góc của Đậu Thanh Phong. Cả hai cầu thủ của hai bên đều giật mình với pha bóng vừa rồi. Lê Trung Hiếu không vào. Một tình huống xử lý tốt của Lê Trung Hiếu. Pha không chế bóng bằng chân trái và sau đó là cú cứa lòng hiểm hóc. Có vẻ như bóng đã đi trượt mép ngoài cột dọc bên phía khung thành BK Bình Dương. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống xử lý kỹ thuật của Lê Trung Hiếu. Gustavo không việt vị, chắc chắn là không việt vị. Tiến Linh và Sĩ Giáp. Vẫn là Tiến Linh. Tô Văn Vũ, coi tuyệt vời. Một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ BK Bình Dương. Bóng được triển khai tấn công theo hướng cánh trái, chuyển sang cánh phải, nhà trung lộ và dứt điểm. Quá đẹp, quá hợp lý, rất nhịp nhàng và hiệu quả. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ tình huống chuyền bóng phát động tấn công của Gustavo, pha xử lý tốt của Tiến Linh, đường chuyền cực kỳ đồng đội của Tô Văn Vũ và pha dứt điểm lạnh lùng của Hồ Sĩ Giáp. Bàn thắng xứng đáng điểm 10. Hồ Sĩ Giáp mới vào sân và ngay lập tức đã có bàn thắng. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống như được lập trình. Và đôi khi chúng ta rất hay nhìn thấy ở những trận đấu sân 7 phối hợp một cách bài bản và đưa bóng tận trước cửa cầu môn để đệm lòng vào lưới trống. Phản công với các Bình Dương 2-1. Hồ Sĩ Giáp và Tô Văn Vũ. Hồ Sĩ Giáp, bây giờ là cơ hội để Hồ Sĩ Giáp lập cú đúc cho cá nhân mình và ấn định tỷ số 5-0 cho BK Bình Dương. Tôi tưởng chừng như là Hồ Sĩ Giáp sẽ có đường chuyền đáp lễ cho Tô Văn Vũ. Nhưng ở một tư thế thuận lợi thì Hồ Sĩ Giáp đã quyết định tự mình tạo nên một bàn thắng đẹp và có được cú đúc cho trận đấu ngày hôm nay.
Một tình huống phản công mẫu mực của các thủ BKM Bình Dương và một chiến thắng trọn vẹn dành cho đội bóng đất thủ. Với chiến thắng này thì BKM Bình Dương đã có được 7 điểm sau 4 trận và họ gia nhập top đầu bảng. Một thành tích tuyệt vời đối với đoàn quân của huấn luyện viên Thanh Sơn, và cùng với đó là sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ.